Theo thông gì tin ta? từ ông chú từ Viettel là như mẹ của bố là tên là Vân phải không? Phải không? Thực ra thì mẹ của bố tên là Mây con ạ, thế là Mày con nghe nhầm rồi. là Ông chú con đi ngại nghe lung tung rồi. Con đây, con đâu rồi? Dạ bố. Con đâu rồi? Bố Con ơi, đâu rồi? con đang ở đây nè, cứu. Cứu. Bố sao trông bé lắm, trông kiểu như kiểu cung vực ấy. Bố Stop. ơi, bố Cái gì? Là mẹ, sao? mẹ ở Là đâu? sao? Mẹ con đâu? Con muốn chơi với mẹ. À, thực ra thì con phải hiểu rằng là nào, bố là gà trống nuôi con hiểu Holy shit. No. Con không muốn mẹ. bố. Thế cần bố 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 cách nào? Bố sửa cách nào? Thực ra thì bố cũng có một chỗ là sản xuất ra sữa nếu mà con cần. Ok. Ý bố là con có sữa chua. Kinh Ok trông trông như kiểu con mực ấy, trông bé rồi. ấy. Đầu nó cứ ở lên. Gì? Bố đang cầm cái gì á? What the fuck? Cái này là con cái này là cái đồ vớ vẩn thôi, đừng Ồ, để sơ tạng có cái cái gì này. nè, có cái gì nè. Bố nào? Chìa khóa. Thôi 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 Không, thôi không, thôi 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 không, thôi thôi không. thôi 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 con đi xuống lầu Làm đây. sao phải chấp được cái này ở đây chứ này? Bố, No. cái nhà đi. No. Again, again, again. Tất cả, tôi mất đi. Ủa sao Nào. xuống cầm, ủa sao cầm gì vậy? Ê. Thắt, Ok, thắt co bắt co. Ê, ê, ê. Stop. Từ 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 cất cái chỗ này, cất cái này khác đó, cái này nguy hiểm quá. Bố cứ cất đi, con không quan tâm đâu. Ô, nước gì ngon quá nào. Đâu? Ngon Đâu? quá. Bố ơi, con lỡ uống hết rồi. Ui, mà hình xanh lè luôn quá. Bố ơi. Thôi tao nhắc. Không được vào đây nhá. Không được vào đây nhá. Ông mày... kìa. Đồ, Ôi, đồ, 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 ơ Ôi, vậy thôi con đi chỗ khác. Ok. Ê, ê. Mà không có gì, không có gì, cái mày, hết đi rồi. Mày thân lè luôn rồi. Kinh vậy. Stop. Bố thấy con da da tại da sao màu không đâu gì? rồi? Nè 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 Cái đây gì? nè, bố thấy con da màu gì? Con hả? Bố thấy con có da màu gì á? Dạ, xanh lè rồi, Shrek rồi. Ok, để Trông kiểu thằng Shrek ấy. Để con vô tủ lạnh Để có gì ăn Còn không? lâu, đi ra, xanh lè Đâu? rồi, trông như kiểu người ngoài hành tinh ấy. Ô, thùng Sợ rác. Thùng rác là có gì không? Nào, 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 nào. Ê, có gì nè, có gì nè. Không, Bin, bin, bin. Ăn bin, ăn No, no, Ô, no, nhom, 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 nhom. Ngon No, quá. Ui. còn chết rồi. Chết con ngựa. Nhanh quá. Ê, có thể ông chưa biết là mình có thể cho em bé ăn trái cây để nó chữa bệnh. Tôi không biết cái vụ đấy. Thằng là ông lấy Ông thuốc. chơi bẩn vai, Thằng ông phải chết là rồi. remake cái ông remake đi. Thằng là ông lấy thuốc á cho nó uống. Rồi tôi làm bố rồi. Rồi đây. Ông là bố thì ông thua chắc rồi. Rồi mẹ. Tê cái trò này ấy ấy đấy. Mẹ Gọi đang là làm việc ở một chiều ấy. Một chiều khỉ tôi Ê, có chìa ê khóa. bố ơi. Con đâu rồi? Bố đâu rồi? Bố. Đây, bố đang ở đây. Bố ơi, con đi chơi đây. Bố đang Bố gì mất tay? bố đuổi mẹ con ra khỏi nhà rồi, đi bố chơi với con. Đâu rồi nè. No. Đây, hồi đã bố đang cầm thuốc trên tay nên con có thể ăn gì thoải mái rồi uống thuốc nè. Why? Why? Ô sao lại tối om này, tôi lại tối om này, tôi bị tối om này. Bây giờ không, hồi nãy tôi cũng vậy á. Cái này à không không có gì. À, rồi rồi rồi. Ê bố ơi, con đây bố ơi, mình đi đâu bố thế? ơi. Bố ơi, mình đi đâu thế? Anh ở dưới kia là điện thời gian đấy không ạ? Kiểu hết cái xanh xanh kia là hết thời gian cho phép Sao là 4 tháng ấy. Tôi không thấy. À, ở đây có cái mini quest nào không? Có cái gì đấy? Kiểu như là dọn đồ giúp mẹ thì được cái kinh nghiệm gì nè. Có nè, bỏ đồ vô tủ nè. Tôi đang không đi vào được. Oh yeah. Để có gì tôi từ từ bố đợi con tí con ra con giúp. Bố đang ở đâu? Bố đang ở đâu? Đây đây bố đang cửa ngoài cửa đây bố đây. Bố đây bố đây bố đây. Holy shit đâu Ok rồi? What the fuck? À, đây sẽ định định hướng. À, phải không? Ở đây nè.
Trời, còn cái bé tí không thấy con luôn. What the fuck? Cùng lại, ô. Ôi. Ô, con đứt. Nhìn nơi gương đẹp trai phải. Nhìn nè, ô. Sao hai bố? Ở đâu rồi? Ôi, ô, ô, thôi, 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 thôi. Sao, sao, thôi. Ê. Đừng cầm ông làm bố tiếp đi. Ờ, tôi lại làm bố tiếp này. Và tôi lại, một may quá, tự nhiên nãy đang thui. Yeah. Có cả cabin lock này hay là đây có xung quanh này nó có đồ chơi gì không? Tôi có thể dùng cái này tôi khóa mấy cái đồ kiểu no đừng thùng vào làm ngựa làm thế trời ơi tôi phải làm thế ông ạ. Tôi không thể nào để ông đụng vào mấy cái này là tôi phải để ông thắng quá nhiều rồi. Bố gì như Hitler vậy phản đối. giờ là phải độc quyền à, độc tài không cho con đụng vào nữa, nguy hiểm lắm. Con biết tại sao là mẹ chia tay bố rồi. Holy shit. Có phải là mẹ tên là Vương Công Bố? Cái gì? Chưa lấy khẩu súng nữa. À, cái lấy rồi. Đâu? Ê, đâu. À, không sao được. Con à, rồi, sao rồi. Con nghe cái chữ súng à. Đó. Ôi ôi. À, gì đi đâu? Bố định bắt con vào. Mày đụng vào cái gì đâu? Thôi. Bố định bắt con vào. Phát xít rồi, mày đụng vào cái gì là bắt được chết. Bố tin con mấy cảnh sát không? Đây cái này là dạ giẫm con nít nha. Ồ có cắm điện này bố. À là sao để cắm tay vào điện nè. Ok. À. Rồi khóa hết mấy cái tủ này. À ok. Đâu rồi? Ờ kia đâu rồi? Đang đâu rồi? À. Đang tìm cách để đút tay vào ổ điện không? Bố xin bố. Lỗi đi. Bố có cách nào? À ủa. Đứt cái này đi. Nước đâu rồi bố? Nước rồi. Ủa nước ngọt đâu rồi? Có nước ngọt ở đây mà. Cái thà gì chơi này, gì đi. À còn có cách. Làm cho gì? Xong đi. Đi làm cho gì? Bố cho con đổ rác cái. Ở đây có thùng rác đây. Đây. Làm sao để đổ rác được? Đổ rác okay. Cái. Đổ lên con em. Đổ đấy. Rồi con ăn nghe. Ôi! Quân lừa đảo! Quân lừa đảo! Ôi! Chết! Ôi! Xanh lè rồi! Hết xanh lè rồi! Hết xanh rồi! Quá! Quá! Quả nhét vào mồm là không ăn được! Ok! Tao! Ok! Không! No. Chết rồi, cái que rồi. Bố làm gì được con? No. Yeah. Ở đây mát lắm bố ơi, mát quá. Trời ơi. Nhà không sống mới lạnh ở đây. Ôi. No. À không lấy ra được. Quỳ. Yeah. No. Yeah. Thôi, không còn chuối đâu, No. Ăn đi. No. Còn còn chuối. No. Còn chuối đâu? Ta còn mất hiểu. No. Ơi, no, đừng ăn nữa. No. Ăn táo. Thôi. Ê, đừng mất ăn nữa. Ơi, thôi. À, có cái này hay lắm nè. No. Không. Ê, đừng nhấp con lại. Ê. Không. Đấy. Cái ổ khóa mất đâu rồi. Yeah. Chắc yeah. No. What? Đi ra nhanh. Ôi, màn hình xanh lè rồi. Màn hình xanh lè rồi. Từ từ bật cái nào bật không. Cái nào. No. Ê, vô đây. Ấm vờ lờ ra. Không. Ấm vờ lờ ra bố. Nào. Ê, không rác còn gì không ta? Không nào. Hết rồi. Không thì thôi ghê vậy. Ghê à. Đây trong tủ có gì nè. À có cái búa. Ui bố ơi. Ô khóa rồi. Tình hình là con rồi. Đang khóa uống hết. Khóa hết. Tình hình là con đang uống. Ui yeah. What the yeah. Fuck yeah. What gì? Cái gì vậy? Tôi bây giờ thì tôi là con. No! Bây giờ tôi là con ông! No! Ông liệu hồ đấy! No! Liệu mà cất hết đồ đi! Con ơi! Để bố nó con một tin này! Ê. Con có nghe không? Yeah. Mày là con nuôi! No! Con chết đây! No! Đâu rồi! Chết đâu rồi! No! Chui ra ổ rồi!
Bây giờ tôi đang ở dưới bếp, tôi sẽ nấu đồ. Ôi, ra đây, nhanh quay. Nhanh quay. Ê, không. Ăn đi, ăn đi. Nè, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ấy, ở chẳng cái nào vậy? Holy shit. Là sao cho muốn đi ăn? No. Rồi, Sida rồi. Sao cho nó ăn đây? No. Fuck. Rồi, Sida rồi. Fuck. Đâu rồi? Zaki, tôi không nghe thấy ông nói gì cả. Zaki ơi. Sida rồi. Ôi cái đẹp. Lại nghe. No. Ủa, cho ông ăn, cho ông ăn ấn lúc nào? Ơ sao này? No. Không có chết. Ê Khánh, tôi sẽ ngồi vào tòa này, tôi ăn hết pin. Cho nó nút ăn cái nào? Được phải không? No. No. Cho ăn lúc nào? Tôi uống hết cả dầu hỏa, dầu các kiểu. Holy shit. Phê quá. Hai. Ôi, I'm so high right now. Có fork à? Giờ tôi sẽ làm quả quyết định ông ạ. Thôi, đừng nên làm vậy con ơi. Tránh xa tôi ạ. Dù sao không phải bố đất của tôi. Dù sao là con nuôi. Ê, không phải bố đất của tôi. Cho ăn cách nào vậy? Tránh xa tôi ra. No. Đừng, tránh xa tôi. Ê, no, đừng. Đâu, nguy hiểm. No. Ê, không chuyện gì xảy ra. Không được à? Để bố kiếm thuốc cho con. Thuốc đâu rồi ta? Lâu. Ủa, cho ăn cách nào vậy ta? Tím hết cả màn hình rồi này. Đâu tím xong. Ôi, no shit. Phải cần rồi. What the fuck? Yeah. No. Sao mỗi lần làm bố đều bị lắc vậy? Sao tôi không biết ông mỗi lần nào ông làm bố là ý là ông có vấn đề. Holy shit, chắc là tôi sẽ làm bố tiếp. Tôi không. Rồi, đen ông ơi. Tôi có búa rồi. À, đang rồi. Ôi, tôi xong rồi. Cái gì vậy? Tôi xong tôi rồi. À ha. Không. Có gì. Tránh xa. À. Không. Tôi lên tay. No. Tránh xa. Cái gì vậy? No. Đồ chơi mới không? Đồ chơi mới. Ăn thôi. Nhộng. Ôi, holy shit. Ôi chết luôn kìa. Bên ngoài. Tôi không biết. Đồ chơi hay vừa là. What the fuck. Chơi vừa rồi. Rồi, thôi đừng làm bố nữa, làm bố thua hoài à. No. Dễ thắng hơn mà. Làm con dễ thắng hơn làm bố. Thật ra làm bố phải có skill ông ơi. Chuyện lượt ra các kiểu. Thật ra làm bố phải có skill ông ơi. Skill kiểu như là cầm cái cây rồi mà bắt một con vô á, uống thuốc lum này nọ. Còn đâu rồi? Tôi đang chơi đàn piano. Tôi là Mozart mới sinh ra. Ok. Nhưng mà không sẽ... No. Đi chơi mà gì các bạn ấy, đi chơi ơi. Nhìn con bé vừa là. Để là bố có gì cho con không? trong nhà có gì không ta? Ô có thuốc nè. Pin. No. Ơi, no. Uống thuốc nè. Chả phải pin không ạ? Nó là cái gì ấy, cái... Rồi, uống thuốc này. Tôi có ăn đâu, tôi cần cái viên kẹo đâu. Ok. Con vô nhà tắm đi, vô này, bố nhà tắm đi con. Vô đây, nè. Ê, tắm đi. Yeah, đó, tắm. Ê, sẽ giống được. Cửa thằng anh. No, ôi, holy shit. Phê quá. Ê, sẽ giống được. Giống được rồi. Ê, chết rồi. Ê, nào đóng cửa không? Đấy, đúng rồi. Ê. Rồi, sướng quá. sao tắt đi? Ai chưa tắt đi? Chưa mình vãi. Con phải biết là tiền điện, tiền nước tháng này nó bị tăng con ơi. Thế à, thế thì... Ông là bố mà ông không lo rồi tiền nước, tiền ăn, tiền con là sao ông vô giúp ấy. Tất ra là thất nghiệp mấy năm nay rồi, ở nhà chăm con. mẹ vẫn đi làm này nọ. Đấy là lý do tại sao mẹ tôi bỏ ông đi đúng không? Vâng là... Là tại ông. Tôi bố... sẽ đi tự vấn. No. Bố sống bằng tiền của mẹ mà. Holy shit.
Đúng rồi. Holy shit, đi nào rồi? Chơi rồi. Hình như là trong nhà bếp thì phải. Phải không? Ừ. Ê, no. Không, chạy đi. Chạy xa tôi ra. Chạy xa tôi ra. Ăn cái này. Ăn nè. Không. Rồi. Không ăn chạy cái gì hết. Ăn cam nè. Ơi. Cái gì hết. Rồi con nói đi. Con mày nhốt rồi. Đúng rồi. Tôi sát lại hết rồi. Thật ra là con phải bật công tắc lên mới được mới chết được. Ê, có vụ bật phải bật công tắc để lên chết được á. Công tắc lên đây nè. Yeah. Lên đường làm yeah. Cọ ơi. Thế á, ôi đây một sơn này. Holy shit. No. Sơn đây. No. Cái này sơn đây. No. Có hơi giờ đây, hơi giờ đây. Rồi. Mình cắt cũng được. Cắt được rồi. Đâu rồi. No, cái gì đây? Úi, tiện vô gây ra cái lát, hết lát rồi. Đâu rồi? Sao ông bị lát à? Không, hồi nãy mới bị rồi. Ê, làm gì đây? Tôi đang lên trên này rồi, tôi khúc. May vờ lờ ra. Yeah. Tôi phê quá, tìm lè, tìm lét rồi. Ôi, no. Trái cây đâu. No. Đến giờ ăn rồi đó. What the fuck? Chết con thắng nè. No. Chắc cái mốt phải try hard làm bố mới được. Try hard làm bố. Holy shit. Yeah, giờ hãy xem sức mạnh của thằng bố ở đây. Đây. Bố trên kia mà đây. Bố thử đập vỡ chai ra coi. Ok. Con khôn đấy. Rồi. Con vừa phải. Bố ơi. Hết cả phần bố rồi. Theo thông tin từ ông chú từ Viettel là như mẹ của bố là tên là Vân phải không? Phải không? Thực ra thì mẹ của bố tên là Mây con ạ, thế nên là Mây con nghe nhầm là ông chú con đi ngại nghe lung tung rồi, là đứa nào chắc là phải nói lại với mẹ thôi. Không mẹ làm gì đấy đâu nhà có gì đó hay ho fight the power đây nè lê qua đây đâu rồi tao đây có chỗ thoát hiểm ra ngoài không có chỗ thoát hiểm đâu. Không có chỗ thoát hiểm gì đâu. Ủa, có mà, này có cửa nè. Tránh xa nào, tránh xa cái chỗ thoát hiểm này ra. Ủa sao giống được. No. Ủa sao bố chân chơi được nè. Sao bố nhỏ xíu vậy. What the fuck. Bố siêu. Đấy, ống cửa vào. Ê. No. Yeah, trên này có gì đây. Chỗ này nhiều thứ vậy. Ôi nước ngọt. Chỗ này nhiều thứ vậy. Nước ngọt. Nhộm. Ông lại ăn cái gì đấy? Nhộm, không biết nữa. Ông lại ăn cái gì đấy? Hình như là nước ngọt bố à. Lao thật chứ. Trong đây có gì? Không có gì hết, trong này chẳng có cái quái gì hết. À không có gì à. Có cái thùng sơn. Đó là rớt nè. Đâu, làm gì có. Đó nè. Thùng sơn. Thùng sơn rỗng. Fuck. No. Ôi đi vô. Ôi tiếng lè rồi nè. Tiếng lè rồi bố ơi. Cái gì? Tiếng lè màn hình rồi. Sao lại tìm rồi? No. Ê không ăn táo đâu. No. Không ăn táo vào sau à. Nhét vô vậy. Vắt về. Bố cô giáo vậy là phải đổ rác. Bố đổ rác những con đi. Còn lâu. Cút á. À thôi con. Đừng sờ vào cái thùng rác này. Con sẽ đi lên lầu kiểm tra xem có gì không. Thực ra thì bố không nghĩ trên đầu có gì con. Thật ra là có con biết cái mấy cái hệ thống đường ống của cái nhà này rất là rảnh. Con biết rảnh không? Cái Great Group of Great Achievement. Quá. Hình như là ông phải dọn dẹp quần áo là ông được achievement gì á. Yeah. Trong nhà. Ừ, thử đi giờ con đi kiếm cái gì đó hay chút. À để coi. Cất hết mấy cái đồ này trên bàn đã nguy hiểm ấy. Hình như ở góc phải có thời gian không ông bố? Cái gì? Ở góc phải có thời gian thôi. Hình như là thế, không biết là gì. À hả? Ủa sao kìa? Đây trái cam. Chưa gì màu xanh rồi. Chưa gì màu xanh rồi. Thôi con lên lầu rồi đây. Ở trên chưa gì màu xanh rồi. Mà cái nào đó con đã xuống dưới rất là nhanh. Nhanh quá, chưa gì thì màu xanh rồi. Bố có biết là con rành hệ thống đường ống nhà nhiều hơn bố không? Siêu đấy, kiểu bé tí không? Biết cả đường ống hệ thống nhà, thiết kế ở nhà như thế nào. Đi, xài trắng này rồi. Đi xuyên, what the fuck? No. Yeah. À đúng rồi, cái góc phải là cái thời gian chết á. Hình như là thế. Không biết tôi nhìn này đấy nhưng mà tôi chả kiểu phải ra ấy. Hết cái thanh lực rồi để chạy. Ôi đây. Có cái đường ống này rất là đẹp bố ơi. Con xin vui đâu. Đây nè, đường ống này rất là đẹp nè. Đó.
Đó. Ấy bố. À, cho này đi. Xét tôi. Bố ơi thật. Oh shit. Bố, tao không ngờ bố là người như thế. Tao không ngờ luôn đấy. Dạ. Cái bố, gì? Bố cái này là xúc xích. Đây là xúc xích như. Bố hiểu không? Cái xúc xích như là này để cho bọn trẻ con nó chơi, không biết gì cả. Bố chia tay vợ cái vợ cái bố chỉ để mua cái đó thôi à. Thật là không còn à, trời ơi chạy. À con đang ở một nơi rất là đẹp đẽ, bố xuống bếp đi. No. Bố, no. Bố xuống chỗ máy giặt đi. Chạy đâu rồi? La. Máy giặt nè, chỗ máy giặt nè. Oh, what rồi. The fuck? Yeah. What yeah. The fuck? Yeah. Yeah. What? Cái gì vậy? Ủa, tôi vô máy giặt rồi mà. What the fuck? Nhưng mà chưa bật. Bật rồi. Bật rồi á? Ờ, tôi biết hệ thống đường ống mà. Mệt đấy. Holy shit. Trò này vừa đấy. Trò này có chắc là dừng lại đấy được rồi, ok. Ok, ông nghỉ đi. Ông chào đi. Thì ok, nếu thích series này của mình thì nhớ like và subscribe cho mình và Mũ Đen để hai tụi mình có động lực làm tiếp Who's Your Daddy nha. Ok, bye bye mọi người.